bà chủ á. Chủ ơi, chủ làm trà sữa vô uống. Ai rảnh ghé uống trà sữa với mình nè. À, làm gì núp dữ liệu né né rồi. Uống trà sữa Vũ ơi. Đây bà chủ đứng hết mẹ nó cái xe luôn rồi. Đang làm trà sữa, đang làm trà sữa. Trà sữa nhà làm. Đang múc chân trâu. Một ly quá trời luôn. Này đang múc thạch. Có luôn, bà mới đi vô trong rồi. Bà Trinh đâu rồi? Vũ nó hỏi có Trinh bán không. Nè Trinh đang ngồi trong nhà, thấy không? Đó bà đang ngồi kìa. Đó ly trà sữa nè. Hai ly luôn. Ly đầu lâu nè các bạn. Bữa nào mình lên mình quay cho làm. Thảo ơi ghé uống trà sữa Thảo ơi. Thảo ơi Thảo. Chạy xuống uống trà sữa Thảo ơi. Bà liễu nè Thảo. Ê, ờ. Mày không uống ngọt phải không? Ừ không uống ngọt. Quá ngon, quá ngon. Thạch nhiều đến nỗi mà đổ trà sữa nó không xuống luôn. Giờ còn sớm mà Thảo đi được mà. Mới 8 rưỡi chứ nhiêu. Liệu mập sâu xí. Nè bà Trinh nè, bà Trinh nè Vũ. Ai quay Vũ hả? Vũ. Thôi qua uống trà sữa. Quá dữ. Con của em Liễu á. Nó như Rambo. Đi ghét vậy rồi. Cụm ly. Uống trà sữa thì bạn sẽ thành như em này nè. Đó, uống trà sữa nhiều là sẽ thành em bé giống vậy nè. Ai đi coi hả? Ừ. Nó đang trọng. Trời thèm quá. Nó xuống đi. Xuống đây. Đây là món đậu hũ Singapore. Món mới luôn. Rất là dịu nhẹ mát. Dựng cái cây lên mình. Thank you.
sữa gì Phượng ơi. Linh ơi, lên uống trà sữa rồi Linh ơi.
đi. Thank you.
7 ly ra giật rớt máy. Cháo chiên gì đấy ơi. Trứng cút chiên gì đấy. Thank you.
nè Vũ ơi. Mình đánh gì? Qua chúc anh, hai chồng mà đi chơi nè.
Thảo xuống đây chơi, chị Thảo ơi. Bà chơi, bà ngồi ở nhà, bà like chi, bà Thảo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có qua vậy? Đang ở đâu? Ừ, tải rồi. Thôi vậy? Không. Giờ đi đâu? Đang ở bên đây rồi. Không, anh ở đây thôi, lấy về. Khoảng nửa tiếng nữa. Đang thịt trâu. Trâu 300. Không quà. Trâu 300 gì đó. Trâu 300 quý gì đúng không? Cái gì? Trâu 300 quý gì? Có hai đứa. Bạn có nhận ra hay không? Đấy kia nó thấy rồi, vẫn còn như xưa. Bạn có nhận ra hay không? Có nhận ra hai cô này hay không? Cô thế. Họ là cô kia có em giữ người ta. Trời, cuộc đời của nó từ nhỏ lớn vậy em, để chị xem em. Có mộng lên ký nào đó không em? Cuộc đời con thì chỉ có tự hào với cái em thôi đó. Bỏ nhỏ như trăm. Bỏ giận đó. Bỏ giận hả? Ờ. Thế vậy. Chơi Duy ơi, chở vợ con đây chơi Duy. Anh ấy cũng vai rồi. Anh lên cái chân nó đẹp quá à. Lên chơi Hương. Ngồi nhà xin chào làm gì Hương. Đang
nó đi chơi. Hưởng lên chơi luôn Hưởng. Đó, nãy kêu con đi. Mày nhắn tiếng gì vậy, tao đọc không ra Duy ơi. Lên đây chơi. Trên nhà Liễu nè. Sao quá gì mà tới ở Long An là không kêu đại ơi rồi. Có đứa nó trốn à, thấy không? Thấy thấy bé đại gì thế? Đó, nó đứng bên sau rồi. Mày không có ủng hộ cái sự của tao thì đừng có nói với chồng con.
live stream nãy giờ gần 50 phút rồi, tao không có miếng nước uống nè. Ồ, ai đấy, ai đấy? Ai đấy? Bà nọ, ông nọ mà thương Long Long nhiều là con cao nọ thì bị độ luôn. Con đông là bé kia nè. À, bé là con của Ngân đó. Con cao nổi đi bộ đội luôn. Con mới ăn nhiều vô, em nó sắp bằng con rồi. Con đang định là bác ơi. Nóng quá à, sốt rồi. Trời này dễ bệnh lắm. Thank you.
nó ở đâu? Nó ở đâu? Ủa thì nó trên đây mà. Đang ở đây vòng tấn này à, Quyên ơi. Hai mọi người. Nhưng